Chào đón các em đến với bài giảng môn công nghệ lớp 6, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Trong bài giảng hôm nay sẽ có các đáp án cho các câu hỏi ở video trước thầy đã nêu ra. Bài giảng đầu tiên có tên tựa đề là khái quát về nhà ở. Sau khi học xong bài này, các em sẽ nêu được vai trò của nhà ở. Ý ta là nêu được đặc điểm chung của nhà ở, nhận biết được một số kiến trúc nhà ở đặc trưng của Việt Nam. Và trong các công trình sau đây, các em sẽ nhận biết công trình nào thuộc công trình nhà ở. Để đưa ra 7 cái công trình. 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7. Và trong 7 công trình đó, công trình thứ nhất là nhà mái bèn. Công trình thứ hai là chợ Bến Thành ở thành phố Hồ Chí Minh. Công trình thứ ba là nhà sàn của các dân tộc thiểu số vùng cao. Công trình thứ tư là chùa Thiên Mụ ở cố đô Huế. Công trình thứ sáu là bưu điện Hà Nội ở Hà Nội. Công trình thứ bảy nhà biệt thự. Công trình thứ tám là trường học. Vậy thì trong 7 công trình này, công trình nhà ở đó là nhà sàn, nhà mái bằng và biệt thự. Và nhà ở thì khoảng 8.000 năm trước, con người đã bắt đầu biết làm nông nghiệp. Sự ra đời của nông nghiệp đã dẫn đến việc con người ít dịch chuyển hơn. Khi đó các khu dân cư dần được hình thành và nhà ở bắt đầu được chú ý và mang tính nhân đạo hơn. Và cuộc sống con người sẽ như thế nào nếu như không có nhà ở? Nếu như chúng ta không có nhà ở thì chúng ta sẽ không có nơi trú ngụ, nơi ở, nơi ẩn náu, nơi ở. Sẽ không tránh khỏi những yếu tố xấu của thời tiết như là mưa to, gió lớn, nắng nóng, thời tiết lạnh giá. Không có chúng ta chỗ chúng ta ngủ nghỉ, không có chỗ ăn uống, giải trí, tắm giặt và học tập vân vân. Đó là các nhu cầu về vật chất, văn hóa, tinh thần của con người. Như vậy nhà ở nó là nơi trú ngụ của con người và sinh hoạt của con người, bảo vệ con người tránh những ảnh hưởng xấu của thiên nhiên, xã hội, và là nơi đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của con người về vật chất, văn hóa và tinh thần. Vậy thì tại Việt Nam, nhà ở có đặc điểm chung gì và có những đặc điểm kiến trúc nào? Nhà ở theo kiến trúc xưa thì thường ở tường nhà có thể bằng gỗ, được trát đếp đất, hay có hệ thống cửa bức bằng hay là cửa cục hố. Về hình thức bên ngoài của ngôi nhà rất mộc mạc, giản dị. Nhà tường xây bằng gạch lập ngói âm dương, chỉ là mái dốc thường trí. Nhà trong bức tranh, những bức tranh này nhà ở rất đơn sơ, giản dị, bằng gỗ, bằng đếp đất. Mái có thể là bằng mái lá hoặc mái ngói. Và đặc điểm của nhà ở Việt Nam, đặc điểm nhà ở Việt Nam có thể là nhà cổ xưa như thế này, nhà sàn, nhà mặt phố hoặc là nhà biệt thự. Đối với những người sống nghề sông nước, nghề sản xuất sông nước như chài lưới, chở đò, thì thường lấy ngay thuyền bè để làm nhà ở. Đó là các nhà thuyền, nhà bè và nhiều gia đình tụ tập bên nhau tạo thành xóm chài, làng chài. Đó là đặc điểm nổi bật của nơi có vùng sông nước như đồng bằng sông Cửu Long chẳng hạn, gọi là nhà nổi. Đặc điểm thứ hai là nhà sàn, chính là một kiểu nhà rất phổ biến ở Việt Nam từ thời Đông Sơn. Nó thích hợp với cả miền sông nước lẫn miền núi. Nó không chỉ là tác dụng đối phó với môi trường sông nước ngập lụt quanh năm, mà còn có tác dụng đối phó với thời tiết mưa nhiều, lũ lớn ở rừng miền núi, ngập lụt định kỳ ở vùng thấp, hoặc là khí hậu nhiệt đới có độ ẩm cao và hạn chế ngăn cản côn trùng hoặc thú dữ như là ruồi, muỗi,
sâu bọ, rắn rết, cá sấu, hổ báo, vân vân. Hoặc là những ngôi nhà hiện đại, nhà có cái cấu chịu lực, nhà được làm từ gỗ hoặc gạch với thời gian sử dụng lâu dài, có thể trên 30 năm. Hoặc có tường bao che chắn, hoặc các vách tường ngay làm bằng gạch hoặc bằng rào cây. Trong nhà thì hệ thống mái nhà thường được lợp bằng các chất liệu như ngói, tấm lợp xi măng, tổng hợp hoặc là đơn giản chỉ là tri, nứa, rôm rạ. Đối với những vùng nông thôn thì người ta có thể lợp bằng những vật liệu đơn giản như là tri, nứa, rôm rạ. Còn những vùng thị xã, thị trấn hay là thành phố thì người ta dùng các vật liệu như là tôn, ngói hoặc là tấm lợp xi măng. Tìm hiểu về vai trò của nhà ở. Ngày xưa con người sống nhờ hoạt động săn bắn hái lượm, mà nơi trú ngụ con người là thường là các hang đá, hang động. Việc săn bắn hái lượm là những thứ có sẵn trong tự nhiên, khiến con người phải di chuyển liên tục từ vùng này đến vùng khác. Mục đích di chuyển đó là để tìm những thú hoang, săn bắn những thú hoang, rồi ở trong các hang động, hang đá để săn bắn hái lượm, để đi khắp nơi để tìm kiếm thức ăn. Trong ngày nay thì khi bắt đầu làm nông nghiệp, con người trở nên ít dịch chuyển và nhu cầu sử dụng nhà và các khu vực dân cư sẽ được hình thành. Người ta xây dựng nên những ngôi nhà cố định để ở, sinh sống, làm ăn, mua bán, sinh hoạt tại những nơi cố định, không còn di chuyển từ vùng này sang vùng khác và sống ở trong các hang đá, hang động nữa. Chương mục khám phá. Khám phá về vai trò của nhà ở. Quan sát hình 1.1, đây là hình 1.1 cho biết vì sao con người cần nhà ở. Trong hình 1.1 này có 7 cái, có 6 cái hình nhỏ, xin lỗi, có 6 hình nhỏ. 6 nội dung A, B, C, D, I và G. Trong mỗi nội dung sẽ nêu được những vai trò nhỏ của nhà ở. Trong hình thứ nhất, chúng ta thấy ngôi nhà, một em bé đang rất vui mừng khi thấy người bố hoặc là đây có thể là người anh đi về nhà, và trên tay cầm một cành hoa đào rất tươi đẹp. Qua hình ảnh trên, nó lên nhà ở sẽ tạo cảm giác thân thuộc, gần gũi giữa các thành viên, tạo nên niềm vui cho các thành viên. Trong hành B, đó là một bữa cơm với anh gia đình hàng ngày, tụ tập các thành viên. Nhìn coi những bữa cơm ấm cúng, tụ tập đầy đủ các thành viên nói chuyện vui vẻ. Hành C, một ngôi nhà với thời tiết đó là rất nắng, rất nóng. Nghe hình ảnh này, nó là vai trò của nhà là giúp tránh khỏi, giúp con người tránh khỏi những ảnh hưởng xấu của thiên nhiên như là nắng nóng của mặt trời, tạo cảm giác yên bình, không khí trong lành, an toàn hơn ở trong nhà, cảm giác an toàn, tránh được nắng nóng. Đây là quang cảnh các thành viên trong gia đình ngồi trước cái tivi để xem chương trình giải trí. Hình ảnh này nói lên là các bữa sau bữa, những bữa ăn, bữa cơm, buổi hoạt động hàng ngày làm việc, các thành viên tụ tập bên nhau cùng xem tivi giải trí, đáp ứng nhu cầu về văn hóa tinh thần của con người, của các thành viên. Trong hình E, một ngôi nhà trước cái cảnh mưa to, gió lớn và sấm chớp. Cảnh này, hình ảnh này nói lên nhà ở nó là một nơi trú ngụ an toàn của người khi thiên tai xuất hiện, mưa bão, mưa to, gió lớn. Hình G, đó là hình ảnh một bạn trai đang nằm ngủ yên giấc, rất yên. Điều đó nghĩa là nhà ở là một nơi
con người nghỉ ngơi sau những như vậy làm việc mệt nhọc, học tập mệt mỏi. Như vậy nhà ở nó là công trình xây dựng với mục đích để ở, giúp bảo vệ con người trước những tác động xấu của thiên nhiên, xã hội, phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của cá nhân và hộ gia đình. Nhà ở đem đến cho con người cảm giác thân thuộc, ở đó mọi người có thể cùng nhau tạo niềm vui, cảm xúc tích cực. Nhà ở cũng là nơi đem đến cho con người cảm giác rất là riêng tư. Như qua phần này chúng ta sẽ có một câu hỏi. Nhà ở có vai trò vật chất vì sao? Có 4 đáp án. A. Nhà ở là nơi để con người nghỉ ngơi, giúp con người bảo vệ con người trước những tác động xấu của thời tiết. Đáp án B. Nhà ở là nơi để mọi người cùng nhau tạo niềm vui, cảm xúc tích cực. C. Nhà ở là nơi đem đến con người cảm giác thân thuộc. D. Nhà ở là nơi đem đến cho con người cảm giác rất riêng tư. Và đáp án đúng sẽ là nhà ở có vai trò vật chất vì nhà ở là nơi để con người nghỉ ngơi, giúp bảo vệ con người trước tác động của thời tiết. Điểm chung của nhà ở, phần thứ nhất là cấu tạo. Cấu tạo của nhà ở là gồm có móng nhà, sàn nhà, khung nhà, tường nhà, mái nhà và cửa ra vào. Lại với cấu tạo này, chúng ta sẽ trả lời xem trong cái hình 1.2 các thành phần của nhà ở như 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thì trong các thành phần 7 thành phần này, thành phần nào là móng nhà, sàn nhà, khung nhà, tường nhà, mái nhà, cửa ra vào, cửa sổ, v.v. Và đáp án của câu trả lời đó là nội dung này, đó là cửa ra vào, cửa lớn, cửa sổ, tường, những bức tường bao quanh, mái nhà, khung nhà, sàn nhà hay gọi là nền nhà và móng nhà, móng ở phần dưới mặt đất. Với cái thành phần đó thì nhà ở này phần trên nên là mái nhà, cửa sổ, cửa lớn, tường nhà, và phần móng nhà là phần ở dưới mặt đất. Cách bố trí không gian bên trong của nhà ở. Vì con người làm nông nghiệp cho nên sản xuất lương thực thực phẩm ngày càng nhiều, nên việc xây dựng ngoài mục đích để ở, con người đã bắt đầu cất giữ lương thực và xây dựng các khu vực chức năng khác như để chăn nuôi gia súc và mở rộng các khu vực chức năng khác nhau, như là khu vệ sinh, khu ngủ nghỉ, v.v. Vậy thì nhà ở được phân chia thành các khu vực chức năng riêng biệt, như là khu sinh hoạt chung, khu vực sinh hoạt chung, khu vực nghỉ ngơi, khu vực thờ cúng, khu vực nấu ăn, khu vực vệ sinh, v.v. Trong hình 1.3 có 5 cái nội dung của 5 khu vực. Hãy cho biết 5 khu vực trên, khu vực nào là khu vực nấu ăn, khu vực nào là khu vực phòng khách, phòng ngủ, phòng vệ sinh, khu vực vệ sinh, khu vực thờ cúng, khu vực nghỉ ngơi, v.v. Và câu trả lời sẽ là khu vực này là khu vực nghỉ ngơi. Khu vực nghỉ ngơi thì có giường ngủ nè, có giường ngủ. Khu vực thờ cúng thì có các bàn thờ. Khu vực sinh hoạt chung có bộ bàn ghế. Khu vực vệ sinh, nơi chúng ta là vệ sinh. Khu vực nấu ăn là có bếp ga, bồn rửa. Ngoài hai đặc điểm trên thì nhà ở còn mang tính chất vùng miền, phụ thuộc vào các yếu tố như là địa lý, khí hậu, kinh tế, văn hóa và xã hội. Những ngôi nhà riêng biệt ở những khu vực khác nhau thì sẽ khác nhau.
và nhà ở sẽ có đặc điểm chung gì? Có 4 đáp án. A. Kiến trúc và màu sắc. B. Cấu tạo và phân chia các khu vực chức năng. C. Vật liệu xây dựng và cấu tạo. D. Kiến trúc phân chia và kiến trúc phân chia các khu vực chức năng. Và đáp án đúng sẽ là B. Nhà ở có đặc điểm chung là nhà ở có cấu tạo và phân chia các khu vực chức năng. Và hãy điền những khu vực chức năng trong ngôi nhà tương ứng với những mô tả ở bảng 1.1. Ở đây có 3 khu vực. Khu vực 1 được mô tả là nơi thể hiện niềm tin tâm linh. Niềm tin tâm linh của con người. Như khu vực chức năng này là khu vực này gì? Khu vực thứ 2 được mô tả là nơi thường được bố trí riêng biệt, yên tĩnh để ngủ. Thì nơi đây là khu vực chức năng gì? Khu vực thứ 3 được mô tả là nơi để gia chủ tiếp khách và các thành viên trong gia đình trò chuyện với nhau. Thì khu vực này là khu vực chức năng gì? Thì đáp án sẽ là khu vực 1, đó là khu vực thờ cúng. Thì khu vực thờ cúng là nơi thể hiện niềm tin tâm linh của con người. Khu vực thứ 2 là khu vực phòng ngủ, nơi nghỉ ngơi. Là nơi con người được bố trí riêng biệt. Đó là nơi thường được bố trí riêng biệt, yên tĩnh để ngủ. Và khu vực thứ ba là khu vực phòng khách hay là khu vực sinh hoạt chung. Đó là nơi gia chủ tiếp khách và các thành viên trong gia đình trò chuyện vui vẻ với nhau. Bài tập số 4. Câu 4. Hãy sử dụng các đồ vật dưới đây để sắp xếp vào các phòng sao cho phù hợp với một gia đình có bố mẹ và 2 người con. Các đồ vật đó là giường ngủ, giường tầng, tủ quần áo, bếp điện, bàn ghế học sinh, chậu rửa bát, chậu rửa mặt, tivi, bàn ăn, bàn ghế sofa. Thì trong các khu vực của nhà ở được phân chia, ví dụ như là đây là phòng ăn, đây là phòng vệ sinh, đây là phòng ngủ, và đây là khu vực sinh hoạt chung. Thì với 10 đồ đạc trên, thì đồ đạc nào được xếp vào phòng ăn, phòng vệ sinh, phòng ngủ và khu vực sinh hoạt chung? Và đáp án sẽ là phòng bếp thì được xếp xếp là bếp điện này, chậu rửa bát và bàn ăn. Phòng vệ sinh thì được xếp xếp là chậu rửa mặt. Phòng ngủ được bố trí là giường trần, giường ngủ và tủ quần áo. Khu vực sinh hoạt chung được sắp xếp là bàn ghế sofa, tivi, bàn ghế học sinh. Tiếp tục chuyên mục khám phá. Quan sát hình 1.4 này có 4 hình ảnh A, B, C, D. Hãy nhận biết những khu vực chức năng nào trong ngôi nhà trên. Và đáp án sẽ là hình A, đó là phòng khách, khu sinh hoạt chung. Bởi vì phòng khách là gồm có bộ bàn ghế này, bộ ghế để chúng ta tiếp khách, nơi sinh hoạt chung của các thành viên trong gia đình ngồi vui vẻ trò chuyện với nhau. Hình B, đó là phòng ngủ. Bởi vì ta quan sát phong cảnh này, cái phòng này có giường ngủ, có giường. Hình C, đó là cái phòng bếp. Phòng bếp gồm có các đồ vật như là tủ lạnh này, bồn rửa bát này, kệ để chén, vân vân. Và hình D, đó là phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh thì gồm có các đồ vật như là chậu rửa mặt này, bồn rửa mặt này, bồn cầu này, vân vân. Như nhà ở Việt Nam, theo lịch sử kiến trúc, nhà ở Việt Nam thì được tính từ thời kỳ khởi dựng đất nước, thời kỳ vua Hùng, năm 207 trước công nguyên, trước thời gian đó nữa, với nền văn hóa văn lang Âu Lạc, với trình độ kỹ thuật đúc đồng nổi tiếng, và thời kỳ văn hóa Đông Sơn,
ở thời kỳ này qua các di tích khảo cổ, đặc biệt là trên mặt trống đồng Ngọc Lũ, còn ghi lại nét sinh hoạt thời xưa, những kiểu, những loại nhà, nhà sàn. Đó là kiến trúc truyền thống lâu đời, phù hợp với môi trường thiên nhiên của đất nước, và giống rõ nét nhất của nền kiến trúc cổ Việt Nam. Còn để lại cho đến nay, phải để kể đến đó là đời Lý, đời Trần, đời Hồ, đời Lê, đời Tây Sơn, đời Nguyễn. Và ngày nay, các di tích kiến trúc này đã trải qua những biến động của lịch sử, của chiến tranh và khí hậu nóng ẩm, nên cũng đã có tình trạng không còn nguyên vẹn nữa. Nhà ở Việt Nam. Kiến trúc thứ nhất đó là nhà ở nông thôn. Đặc điểm nhà ở nông thôn, một số khu vực chức năng trong nhà ở truyền thống thường được xây tách biệt. Ví dụ như các khu vực nhà bếp, nhà kho sẽ được xây tách biệt với khu nhà chính ở phía sau. Khu vực nhà bếp thường xây ở phía sau, còn nhà chính phòng khách là xây ở phía trên. Tùy điều kiện của từng gia đình mà các khu vực chính đó có thể được xây 3 gian hoặc 5 gian. Các gian nhà thường được phân chia bằng hệ thống tường và cột nhà. Cái gian từ gian ở đây có nghĩa là phòng, là ngăn phòng, là canh phòng. Nhà ảnh này đó là nhà ở nông thôn truyền thống ở đồng bằng Bắc Bộ. Nhà rất đơn giản, giản dị. Đây là nhà ở nông thôn Bắc Bộ. Đây là những hình ảnh về nông thôn Trung Bộ, nhà nông thôn Trung Bộ. Hình ảnh về nhà ở nông thôn Nam Bộ. Là nhà thứ hai, đó là nhà ở thành thị. Nhà ở thành thị được chia thành loại thứ nhất, đó là nhà ở mật phố. Đặc điểm nhà ở mật phố là ở đô thị với đặc điểm mật độ dân cư cao. Giải pháp trong kiến trúc nhà mật phố chú trọng đến việc tiết kiệm đất, tận dụng không gian theo chiều cao, nên thường được thiết kế nhiều tầng để tận dụng đất. Bên cạnh đó thì tận dụng ưu thế mặt tiền, nhà mật phố được thiết kế để vừa ở và vừa kinh doanh mua bán. Nhà mật phố vừa ở mặt tiền phía trước là có đường, người ta để hoạt động kinh doanh sản xuất mua bán, nhằm mục đích là xây dựng nhiều tầng để tiết kiệm đất nè, vừa ở vừa kinh doanh mua bán. Loại nhà thứ hai là nhà chung cư. Địa điểm nhà chung cư được xây dựng để phục vụ cho nhiều gia đình, do đó nhà nước đã tổ chức thành không gian riêng cho từng gia đình, được gọi là các căn hộ. Và không gian chung cư như là khu để xe, khu mua bán, khu sinh hoạt cộng đồng. Nhà hình ảnh 1.7 này đó là nhà chung cư cao tầng, được bố trí cho nhiều gia đình cùng ở trong cái khu chung cư này. Trong khu chung cư này có công viên, có khu sinh hoạt chung, rồi có nhà để xe, có khu vực mua bán, vân vân, siêu thị, vân vân. Gian nhà, gian nhà đó là phần không gian bên trong nhà được giới hạn bằng các hàng mặt cột bức tường. Nhà mỗi cái gian, mỗi ngăn thì được ngăn cách bởi tường, tường hoặc là các góc cột. Đấy, là các gian nhà, gian phòng. Mỗi gian phòng được ngăn cách ra. Đây là nhánh về nhà ở thị trấn. Nhà ở thị trấn. À, nhà ở thị xã. Nhà ở thị xã. Nhà ở thành phố. Nhà thành phố. Các nhà ở khu chung cư. Nhà ở chung cư. Khu chung cư. Qua đặc điểm đó thì chúng ta sẽ có câu số 8 trong sách để đọc. Có một cái tin rao bán nhà trên báo được tin như sau: cần bán một cái ngõ
có hai mặt thoáng, diện tích 79 m², có 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh. Tòa nhà có 2 tầng, hầm để xe, có xu họ, có khu sinh hoạt cộng đồng. Vậy thì nhà bán này có mấy phòng chức năng và thuộc loại nhà nào? Câu trả lời sẽ là: nhà ở này có 5 phòng chức năng, có 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh. Nhà ở này thuộc là nhà ở chung cư, bởi vì nhà ở chung cư thì có khu sinh hoạt cộng đồng và có tầng hầm để xe. Khu chung cư thì mới có tầng hầm để xe và cái khu sinh hoạt cộng đồng, như là siêu thị hay là công viên, sân thể dục thể thao v.v. Loại thứ ba là nhà ở các khu vực đặc thù. Đó là một là nhà ở nhà sàn, loại nhà sàn. Đặc điểm nhà sàn, nó là một kiểu nhà được dựng trên các cột phía trên mặt đất, phù hợp với đặc điểm về địa hình, tập quán sinh hoạt của người dân. Với một kiểu sinh hoạt này thì nhà sàn được chia thành hai vùng không gian sử dụng. Phần sàn nhà là khu vực sinh hoạt chung để ở và để nấu ăn. Nhà sàn ở vùng cao, phần dưới thường làm nơi cất giữ công cụ lao động. Đó là nói miệng mô tả nhà sàn. Một có hai phần, phần dưới là người ta dùng cất gốc cột để xây nhà, nằm trên gốc cột trên mặt đất. Ở trên này là nó ở, phần ở nấu ăn sinh hoạt. Phần dưới này cất giữ dụng cụ, và có một cách nữa là phòng tránh thu rừng, thu hoang trong rừng. Nhờ các gốc cột cao mà các thú hoang không có tấn công con người thì người ở đây. Đây là nhà sàn, các nhà sàn của các khu vực miền núi. Nhà rông cũng là một cái hình thức nhà giống như nhà sàn, được ở vùng miền núi, tức là vùng Tây Nguyên. Loại nhà thứ hai là nhà nổi. Nhà nổi là một kiểu nhà thiết kế có hệ thống phao dưới sàn nhà, giúp nhà nổi lên mực nước. Nhà nổi này có thể là di động hoặc là cố định tại một chỗ. Ví dụ như là hình 1.9, đó là nhà nổi ở đồng bằng sông Cửu Long. Nhà nổi này chỉ phù hợp với khu vực sông nước, như là ở đồng bằng sông Cửu Long chẳng hạn. Nhà nổi bên dưới ngôi nhà người ta dùng các phao, có thể là dùng phao hoặc là dùng cái thùng phi. Khi nước nổi, nước lên thì nhà sẽ nổi lên mặt nước. Nhà này có thể là cố định tại một chỗ nè, hoặc có thể di động, di động trên mặt nước. Đặc điểm kiến trúc nhà ở một số vùng miền Việt Nam, lúc nãy đã giới thiệu rồi, đó là nhà sàn ở vùng Tây Bắc, là một kiến trúc nhà đơn giản phù hợp với miền núi thung lũng, những vật liệu tự nhiên như gỗ, nứa, cỏ tranh. Những kỹ thuật xây dựng được tích lũy qua nhiều thế hệ. Nhà được xây bằng gỗ, lợp bằng mái, lá, cỏ tranh và lá. Rồi nhà bếp gỗ, đó là một loại nhà đặc trưng khu vùng đồng bằng Trung Du, với nội thất gỗ trang trí rất cầu kỳ. Đây là chỉ là không gian bên ngoài nữa. Nhà ở mái lá miền Trung với kiến trúc hai lớp mái và vật liệu được xây dựng từ đất, tre, lá. Đây là nhà được phù hợp với điều kiện thiên nhiên miền Trung, vừa nắng nóng vừa mưa nhiều. Và nhà thứ hai tiếp theo nữa là nhà Nam Bộ, ba gian hai mái, đặc trưng mang cách phóng khoáng đời sống của người Nam Bộ. Và câu nội dung này chúng ta chỉ có một câu hỏi số 5: hãy chọn những đáp án có phát biểu đúng về nhà ở. Trong này có 5 đáp án, chúng ta có thể chọn 1 đáp án, 2 đáp án hoặc là 3, 4 đáp án, 5 đáp án. Nắm những đáp án nào đúng thì chúng ta chọn hết. Đáp án A: đặc điểm của nhà phụ thuộc vào điều kiện kinh tế, văn hóa, vị trí địa lý, vùng miền. Đáp án B: các khu vực chức năng trong nhà thường được xây dựng tách riêng biệt. Đáp án C: nhà ở mặt phố thường được thiết kế cấp tầng
để tận dụng không gian theo chiều cao. 5D, các không gian trong từng căn hộ chung cư được tổ chức thành các không gian công cộng. E, nhà sàn các dân tộc miền núi là một kiểu nhà được dựng trên các cột trên mặt đất để tránh thú rừng. Và đáp án sẽ là A, C và E. Về nhà ở sẽ mang đặc điểm của nhà phụ thuộc vào điều kiện kinh tế, văn hóa, vị trí địa lý và vùng miền. Nếu nhà ở mặt phố thì đường thiết kế các tầng để tận dụng không gian theo chiều cao. Nhà sàn của các dân tộc thiểu số miền núi là một kiểu nhà được tận dụng, được xây dựng trên các cột trên mặt đất để tránh thú rừng. Chương 1, kết nối năng lực. Chúng ta hãy sử dụng internet, mạng internet hoặc qua các sách báo v.v. để tìm hiểu thêm về điểm kiến trúc nhà của các vùng miền khác nhau Việt Nam ở nước ta. Và một số hình ảnh về các kiểu nhà ở miền Bắc. Nhà ở miền Bắc nông thôn thời xưa thường có ít nhất là 3 gian. Mái nhà có độ dốc lớn, phần lớn để thoát mưa, một phần dành không gian trên đó để cất giữ lương thực. Nhà ở miền Bắc. Nhà miền Trung thì kiến trúc nhà truyền thống miền Trung của người Việt Nam thường rất đơn giản. Trong khuôn viên nhà thường được bố trí liên hoàn gồm sân, nhà, vườn và ao. Nhà ở miền Nam. Nhà miền Nam mái lá chia thành các vách, sân vườn rộng rãi, cây trái xum xuê. Nhà có thể được xây dựng gần bờ sông, kênh rạch. Chương 1, luyện tập. Về luyện tập thì em cho biết ở nơi em sống có những kiểu kiến trúc nhà nào và nhà sàn, nhà nổi phù hợp với vùng miền nào ở nước ta. Ví dụ, nơi em ở, kiến trúc thành thị là chủ yếu. Đây là một cái góc phố. Và nhà nổi phù hợp với vùng miền kênh rạch ở miền Tây Nam Bộ, nhà nổi. Nhà sàn phù hợp với vùng cao như Tây Nguyên, Tây Bắc. Chương 1, vận dụng. Vận dụng 1, nhà em thuộc kiểu kiến trúc nhà nào? Mô tả các khu vực chức năng trong nhà của gia đình em. Vận dụng thứ 2, nêu ý tưởng thiết kế ngôi nhà có các phần chức năng phù hợp với các thành viên trong gia đình. Đưa ra một số hình ảnh gợi ý. Thứ nhất là nhà ở thuộc kiến trúc nào, mô tả các khu vực chức năng của gia đình. Đây là các khu vực trong nhà ở được mô tả không gian thế này. Khu vực nhà ở phù hợp với chức năng các thành viên. Sau khi xem xong video này, các em có cần được những câu hỏi gì, xin mời các em hãy để lại bình luận ngay bên dưới video. Xin trân trọng cảm ơn các em. Xin mời các em đón xem video của bài tiếp theo. Đó là bài xây dựng nhà ở. Xin chân thành cảm ơn các bạn và các em đã xem video này. Mời các bạn và các em bấm vào subscribe, tức là đăng ký, bấm chuông để nhận thông báo mới khi có video đăng tải tiếp theo. Like, tức là thích, và share, tức là chia sẻ với mọi người video này. Xin chân thành cảm ơn các bạn và các em đã theo dõi. Hẹn gặp lại.